Chào các bạn, mình là bác sĩ Thu Trang Pianissimo và chào mừng các bạn lại quay lại với PI Channel. Nếu bạn nào chưa biết đến mình thì có thể vào Facebook cá nhân là Dr. Trang PI nhé. Bạn nào muốn mua đồ của bác sĩ thì vào page Dr. Trang PI yêu ra đúng cách. Mình vẫn tiếp tục khám online cho các bạn mặc dù mặc dù các bạn phải chờ hơi bị lâu. Và hiện tại thì mình có khám trực tiếp tại Sài Gòn nữa. Tuy nhiên là chỉ khám vào 2 buổi chiều trong tuần thôi. Rồi hôm nay sẽ là một cái video mà chắc là các bạn cũng rất là mong muốn để được xem. Vì các bạn biết là đợt vừa rồi mình có đi Mỹ một thời gian và vác về rất là nhiều kem chống nắng vật lý luôn. Nên là hôm nay bác sĩ sẽ review về những cái kem chống nắng vật lý mà giá thành tương đối là rẻ, chỉ dưới 10 đô thôi. Mình đã mua ở bên Mỹ, ở những cái siêu thị Mỹ là bán rất là nhiều ấy. Các bạn biết là ở Mỹ thì những cái thành phần chống nắng hóa học mới thì chưa có được công nhận, chưa có được FDA approve nên là nó không có xuất hiện ở Mỹ luôn. Thì hôm nay mình sẽ review khoảng độ 2, 4, 6, 8 cái kem chống nắng vật lý mà mình đã mua về trong cái đợt vừa rồi ha. Thực ra thì kem chống nắng vật lý rất là nhiều bạn thích đúng không? Tuy nhiên là nếu như các bạn đã sử dụng những cái kem chống nắng hóa học mà đẹp rồi đó thì các bạn sẽ thấy là các bạn không thể nào dùng nổi những kem chống nắng vật lý mà nó có thành phần cao như này đâu. Bởi vì thực sự khi mà cái thành phần zinc oxide nó cao thì những cái nhược điểm để khắc phục được những cái nhược điểm của nó thì thực sự là rất khó luôn. Nên là không dễ dàng để tìm ra được một cái kem chống nắng vật lý có thành phần zinc oxide cao mà đẹp, rất là khó ha. Rồi trước khi đi vào review thì mình sẽ nói qua lại một chút về kem chống nắng vật lý nhé. Kem chống nắng vật lý hay là kem chống nắng vô cơ thì là gồm những cái thành phần gì nào? Thành phần vô cơ đó là zinc oxide, titanium và sắt oxit đúng không nào? Những cái thành phần vô cơ này á thì người ta nhận thấy có khả năng là chống tia UVA và UVB rất là tốt. Trong đó có zinc oxide là có khả năng cover hết cái dải UVB và UVA ha. Tuy nhiên là với blue light thì nó cũng không cover được đâu mà vẫn phải nhờ đến sự trợ giúp của zinc sắt oxit. Đó là những cái nghiên cứu gần đây. Thì người ta nhận thấy là phải có sắt oxit thì mới cover được cái phổ blue light. Tuy nhiên là nếu như mà chúng ta dùng kem chống nắng đầy đủ, chúng ta cover được cái UVA thì cũng đã là tốt lắm rồi, đúng không các bạn? Rồi, và thêm nữa là các cái kem chống nắng mà mình test này á, tất cả đều là không có hương liệu, không có cồn, kháng nước. Đó là những cái mà điểm cộng cho những cái kem chống nắng vật lý này. Thì đối tượng nào sẽ phù hợp? Thì hầu hết những cái bạn mà sử dụng kem chống nắng vật lý hoặc là bác sĩ cho kem chống nắng vật lý là những cái bạn mà da tương đối là nhạy cảm ha. Da tương đối là nhạy cảm, không xài được những kem chống nắng hóa học thì mới phải dùng thôi. Tuy nhiên là để tìm một kem chống nắng vật lý đẹp thì khó. Thường là nếu mà nó đẹp thì cái thành phần nó sẽ không cao. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào từng cái kem chống nắng một nhé. Đầu tiên đó là Aveeno. Đây là kem chống nắng Aveeno Mineral Sensitive Skin. Ngay ở bên ngoài nó đã ghi là Sensitive Skin rồi. Và 100% Zinc Oxide rồi Water Resistant ha. 80 phút. Thì Zinc Oxide ở đây là 21%. Mình đã check các thành phần của nó thì không có thành phần gây mụn. Em này không có thành phần gây mụn ha. Và không có hương liệu, không có cồn, ok. Tuy nhiên 21% mà nên lên da nó sẽ trắng đó các bạn ha. Nó sẽ trắng nhé. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ trắng đấy. Và những cái kem chống nắng vật lý ấy thì nó kháng nước khá là tốt ấy. Nên là nếu mà các bạn dây ra đồ ấy khó giặt cực. Khó giặt, khó tẩy lắm ha. Cái kem chống nắng này ấy thì mình thấy là bôi lên bị trắng này. Có nhờn ha, nhờn. Mình chấm 6 trên 10 điểm nhé. Trắng đúng không nào? Đây là mình bôi ít á. Nếu các bạn bôi nhiều các bạn sẽ thấy nó rất rất là trắng luôn ấy. Đây là mình bôi một xíu xíu thôi. Ok, tiếp theo đó là Coppertone đâu rồi? Đây. Coppertone, đây là một cái kem chống nắng của Đức nhưng mà lại được bán rất là phổ biến ở Mỹ. Thành phần của nó zinc oxide cũng 24%, rất là cao nhất trong chỗ này thì phải. Tuy nhiên em này tệ nhất luôn. Em này vừa trắng vừa nhờn mà lại có thành phần gây mụn là isopropyl palmitate nữa. Nhưng mà em này rất là rẻ, mình nhớ nhờn rất là rẻ. Và mình cho em này có 5 điểm thôi.
bôi để rất lâu rồi nó vẫn nhờn, nó vẫn bóng bóng như vậy mà. Thì mình nghĩ là những cái em như thế này thì sẽ phù hợp cho các bạn bôi tay, bôi chân đấy, bôi body sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên là dây ra quần áo là cũng mệt ha, giặt nó khó cực, nó khó lắm. Dây ra túi, da này kia, ví là khó khó lau luôn, khó lau. Rồi em này thì mình chỉ cho có 5 trên 10 điểm thôi. Rồi, sản phẩm thứ ba đó là Cetaphil. Cetaphil ha. Đây Cetaphil SPF 30. Em này thì có thành phần gây mụn ha, stearin alcohol. Chất kem ấy thì là đặc nhất trong số những cái sản phẩm ở đây. Tuy nhiên là nó đặc nhưng mà nó vẫn dễ tán lắm. Và em này thì được cái là mình thấy là nó khô hơn so với những em khác, ít bóng, không bị bóng như cái em khóc cái tôn vừa nãy đâu các bạn. Nó vẫn trắng, nó đều trắng, tất cả đều trắng hết, không có cái nào không trắng luôn các bạn. Tất cả đều trắng. Mức trắng thì thực ra là cũng như nhau thôi, phụ thuộc vào cái lượng bôi của các bạn thôi, chứ còn mức trắng là nó cũng như nhau. Cái em đầu tiên đó mình bôi là bởi vì mình bôi cái lượng rất là ít thì bạn không thể trắng nhiều thôi. Đây là mình bôi nhiều hơn thì bạn thấy trắng nhiều à. Chứ em nào cũng trắng như nhau, mình đã test rồi và mình thấy là đều trắng hết. Tuy nhiên là cái em Cetaphil này á thì nó sẽ ít nhờn hơn các bạn thấy. Nó sẽ không bị bóng như là cái em Copper Tone này này. Em Copper Tone này sẽ rất là bóng nha, rất là bóng. Rồi thì em Cetaphil này mình cho 6 trên 10 điểm. Và vì sao mà nó ít bóng là bởi vì cái thành phần trong này ấy, zinc oxide của nó chỉ có 10% thôi và titanium là 3%. Đây là sự kết hợp của cả hai thành phần nên nó cũng đỡ hơn cái việc là bị bóng. Rồi, sản phẩm thứ tư đó là Neutrogena. Đây là một cái sản phẩm mà chắc là nhiều bạn biết rồi đúng không? Neutrogena thì em này là mình đã check là không có thành phần gây mụn ha, điểm cộng rất là lớn. Em này cũng ít nhờn hơn, cái độ nhờn của nó sẽ tương đương với em Cetaphil này này. Và nó cũng trắng. Em nào cũng trắng hết trơn, không em nào cũng trắng đâu các bạn. May mắn là em này đỡ nhờn hơn và không có thành phần gây mụn ha. Thì nói chung là cũng sẽ là tương đối an toàn để sử dụng đó. Đều trắng hết, không quá nhờn. Và em Neutrogena này thì mình chấm 7 trên 10 điểm ha. Tiếp theo đó là em Copitone nữa, còn một em Copitone nữa. Đây, em này là rẻ nhất luôn, Pure and Simple, rẻ nhất. Và em này làm da mình có mụn. Thì cũng tương tương tự giống như cái em Copitone kia, nó cũng có thành phần gây mụn là isopropyl palmitate ha. Và nó cũng rất là dầu. Nó cũng rất là dầu các bạn ạ. Nó khá là bóng. Cái bóng này sự là không đẹp chút nào ấy. Nhất là nếu như mà bạn nào mà đã quen với những cái kem chống nắng mà nó đẹp rồi này, hoặc là đang treatment bong da này kia, mà bôi cái kem chống nắng này lên sẽ thấy nó nhìn rõ cái bong da cực. Trông nó buồn cười lắm. Thì em thấy tương đối là bóng ha. Em này mình cũng chỉ cho có 5 điểm thôi, 5 trên 10 rồi. Và nó cũng có thành phần isopropyl palmitate nhé. Tiếp theo đó là một em có màu CeraVe. Đây. Trước mình có check trên web để nói về em này rất là nhiều rồi, mình rất là muốn thử em này. Thì này em có nghĩ là mình thấy bán ở trong siêu thị rất là nhiều. Thì test em này ha. Em này cái màu của nó đúng là màu của Mỹ. Màu rất là tối các bạn ạ. Đây. Màu của nó rất là tối. Nó không có sáng đâu các bạn. Tuy nhiên chất kem khá là lỏng, dễ tán. Mặc dù cái màu đây này các bạn thấy không, nó vàng và nó tối hơn hẳn so với da của mình luôn á. Mình nhận ra là cái màu này có thể làm contour. Nếu như các bạn trang điểm ấy, các bạn có thể làm contour để cho mặt nó nhỏ lại. Về cái thành phần của em này thì rất là nhiều dưỡng nha, rất là nhiều dưỡng và đồng thời với nó là cũng sẽ có nhiều thành phần gây mụn ấy. Nên là em này thực ra là sẽ phù hợp với các chị á, các bạn nữ mà bị nám ấy, da khô ấy thì có thể dùng em này nhá. Da nhạy cảm, da khô, nám có dùng em này được. Zinc oxide là 10% và titanium là 5%. Và nó rất là mịn.
nó tương đối là mịn, không quá bóng. Đây mình đã đang bôi em này ở vùng trán này. Các bạn có thấy cái trán nó tối hơn so với cái mặt ở dưới không? Là em này đấy, nó hơi vàng. Rồi, thì em này mình chấm 7 trên 10. Mỗi cái là cái màu nó hơi bị xấu. Thì mình chấm 7 trên 10 ha. Rồi tiếp theo đó là dạng thỏi, hai thỏi. Đây, đây là hai thỏi từ Neutrogena và mình nhận ra là nó không khác gì nhau luôn đấy các bạn, thành phần giống hệt nhau. Ở Mỹ á, họ che cái thành phần đi các bạn ạ, họ gập vào trong như thế này này, nó dính vào như thế này, và mình phải bóc lột nó ra mình mới thấy được cái thành phần. Thì cả hai em này đều có thành phần gây mụn là isopropyl palmitate. Tuy nhiên là cái điểm cộng của hai em này là các bạn dùng bao nhiêu nó cũng không trắng. Đây, đây là hai bên má của mình đang dùng hai em này luôn. Mình đã bôi nó rất nhiều lần nhưng nó không hề bị trắng đâu các bạn, nó vừa phải lắm, cái độ trắng nó vừa phải lắm, chỉ hơi trắng một xíu thôi. Tuy nhiên là nó vẫn có một cái lớp siêu dầu của kem chống nắng vật lý. Đây là một cái điểm yếu mà chưa thể được loại bỏ ở những kem chống nắng vật lý có nồng độ cao như thế này. Em này cũng là 21,6% zinc oxide đó. Tuy nhiên là một cái lợi thế của những cái em dạng thỏi như này á, mình thấy rất là tiện cho những bạn mà đi chơi ấy. Đi chơi mình không phải soi gương gì hết á, mình cứ thế mà mình lăn mình bôi lên thôi, vì nó không hề gây trắng vệt trắng hay gì đâu các bạn, cứ bôi ra xong rồi mình lấy tay mình tán là được, khá là tiện, nên là mình chấm em này 7/10 điểm vì cái độ tiện lợi của nó và nó không bị quá trắng, thì ít nhất là cũng đảm bảo về mặt thẩm mỹ ha, mặc dù là nó vẫn có thành phần gây mụn các bạn ha. Rồi chốt lại là sau một loạt những cái review về kem chống nắng vật lý một đống như thế này thì các bạn nghĩ là mình có phù hợp với kem chống nắng vật lý hay không? Trả lời cho bác sĩ nghe ở bên dưới nhá. Anyway là hiện nay thì ở Việt Nam ấy thì không quá nhiều kem chống nắng, rất thực tế là không có kem chống nắng nào vật lý thuần 100% ở nồng độ cao ấy, cho nên nó không có. Hiện nay có một số loại kem chống nắng vật lý ở Việt Nam mà được dùng, ví dụ nhá. Ví dụ như là Image đúng không nào? Tuy nhiên là cái thành phần của nó cũng không phải là quá cao. Rồi thứ hai đó là Paula Choi, là một cái kem chống nắng thuần vật lý hiếm hoi mà mình thấy 13% zinc oxide, là mình cũng cho bệnh nhân dùng rất là nhiều. Ngoài ra thì cũng một số hãng nhập khẩu khác, sách tay như ví dụ như là LTMD ha. Đó. Còn đâu thì các hãng Bioderma này rồi La Roche-Posay họ cũng không có bán cái sản phẩm mà kem chống nắng vật lý thuần 100% tại Việt Nam. Rất là khó để tìm luôn á. Tuy nhiên là các bạn nhận thấy là đấy, nếu như mà để tìm một cái kem chống nắng vật lý mà có nồng độ cao như vậy 20% mà để đẹp được thì thực sự là không thể có được. Với cá nhân của mình ấy thì mình sẽ sử dụng kem chống nắng vật lý cho tay, cho chân, hoặc là cái dạng thỏi này này, để khi mà mình đi chơi, đi biển này kia thì rất là tiện lợi. Và cái lợi điểm của kem chống nắng vật lý đó là nó kháng nước rất là tốt. Nên là một cái mình cũng nhắc các bạn luôn đó, là vì nó kháng nước rất là tốt nên là mình cần phải tẩy trang rất là kỹ. Mình rửa mặt tẩy trang xong mà mình cạo cái phần lông mày ra nó vẫn còn kem chống nắng. Nó bám rất là chắc luôn ở chỗ lông mày này, ở cái lông mi này. Thì mình phải tẩy trang rất là kỹ ha các bạn ha. Rồi nếu mà nó dây ra đồ đạc, quần áo này kia là cũng tương đối là khó để giặt. Rồi, đó là những cái lợi và những cái không lợi của kem chống nắng vật lý. Tuy nhiên là nó sẽ phù hợp với một số những cái đối tượng ha. Ví dụ như là trẻ em thì trẻ em nó không có dễ mụn các bạn, nó không có dễ mụn. Thì kem chống nắng vật lý là nó tương đối an toàn đúng không nào? Nên là rất là phù hợp với trẻ em. Vậy mà các bạn thấy là rất là nhiều các kem chống nắng vật lý cho trẻ em là 100% zinc oxide đúng không? Rồi những chị mà có da nhạy cảm này, da nám này, thì có thể dùng những kem chống nắng vật lý mà có màu thì cũng rất là phù hợp ha. Còn những bạn mà không thể nào dùng được kem chống nắng hóa học thì thôi mình dùng kem chống nắng vật lý ha. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Chúc các bạn có một ngày thật là vui nhé. Và nhớ là like, share và subscribe channel nha. Bye bye.